shop.hangnhatvip.com xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nồi cơm Nhật cao tần Yuji NP-NC10. Đây là nồi cơm có áp suất, có chế độ nấu cơm trí tuệ nhân tạo. Các bạn nhìn vào đây, đây là nút bắt đầu nấu, đây là nút dừng nấu, đây là menu để chọn các chế độ nấu cơm. Các bạn nhìn đây rất nhiều chế độ. Như đây, hiện nay bây giờ đang là chế độ nấu eco, chế độ cơm thường, chế độ cơm cứng, chế độ cơm nếp, chế độ nấu thường, chế độ nấu nhanh, chế độ nấu cơm trộn, nấu sushi, nấu cháo, gạo lứt, cơm tấm, ngũ cốc, nướng bánh. Còn đây là một cái chế độ mà hiện nay chúng tôi chưa nghiên cứu được. Các bạn nhìn tiếp theo, sau khi chọn được các chế độ nấu cơm, chọn được chế độ nấu cơm thì các bạn sẽ nhấn vào đây để hẹn giờ. Các bạn lưu ý đây là giờ cơm chín, các bạn nhấn vào đây để điều chỉnh giờ. Đó, sau khi điều chỉnh giờ xong thì ta nhấn vào đây để nấu cơm. Như hiện nay là tôi đang hẹn giờ là 7:20 cơm sẽ chín. Chúng ta có thể dừng nấu bằng nút này. Đó. Còn đây là chế độ hâm lại cơm. Khi các bạn để cơm một thời gian cơm nguội, các bạn cắm điện và ấn vào đây. Đó, thì là cơm sẽ hâm lại nóng. Hàng Nhật VIP xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cam kết hàng nguyên bản, không qua sửa chữa. Xin trân trọng cảm ơn.